Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 11 tháng 4, người hâm mộ bóng đá cả nước sẽ hướng sự chú ý của mình đến các màn so tài tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022. Trong ngày thi đấu hôm nay sẽ diễn ra 5 trận đấu. Ở khung 17 giờ, Đà Nẵng sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân Hòa Xuân. Tâm điểm của trận đấu này là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Nhiều khả năng Quang Hải sẽ ra sân thi đấu và là trận đấu cuối cùng của tiền vệ sinh năm 1997 cho đội chủ sân hàng đấy trước khi hết hạn hợp đồng vào ngày 12 tháng 4. Hà Nội FC dù có sự chuẩn bị không tốt cho mùa giải năm nay nhưng họ vẫn đang thể hiện được đẳng cấp của mình khi đứng thứ tư ở V-League 2022 và đánh bại Công an Nhân dân với tỷ số 4-0 để lọt vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Đà Nẵng. Do đó nếu chơi đúng khả năng của mình, Hà Nội FC sẽ giành chiến thắng để làm quà chia tay Quang Hải. Ở khung 18 giờ hôm nay, trận đấu diễn ra giữa Bình Định với Hải Phòng được quan tâm hơn cả. Gã nhà giàu Bình Định đang chơi tốt ở V-League 2022 và họ sẽ là liều thuốc thử đủ mạnh để kiểm chứng năng lực thực sự của Hải Phòng, đội đang dẫn đầu V-League 2022. Trận đấu muộn nhất của vòng 1/8 Cúp Quốc gia trong ngày hôm nay là cuộc so tài của Viettel với Cần Thơ. Đây là trận đấu mà Viettel được đánh giá cao rất nhiều và lại được thi đấu trên sân nhà. Do đó, thật khó để thầy trò huấn luyện viên Trương Hoàng sẻ chân ở trận đấu này. Lịch thi đấu cụ thể của vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022 diễn ra trong ngày hôm nay 11 tháng 4 như sau. Vào lúc 17 giờ, Đà Nẵng đối đầu với Hà Nội FC. Cũng vào lúc 17 giờ, Bình Phước tiếp đón Quảng Nam. Vào lúc 18 giờ, Bình Định đọ sức với Hải Phòng. Cũng vào lúc 18 giờ, Bà Rịa Vũng Tàu đối đầu với Phú Hiến. Vào lúc 19 giờ 15, Viettel đối đầu với Cần Thơ. Các trận đấu này đều được tường thuật trực tuyến trên hệ thống kênh của VTV Cup. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.